ở đây nè chị Heo. Tôi đang làm gì vậy? Em đang cắt clip nè. Cắt clip xong chưa? Cắt xong rồi. Ủa, chẳng bệnh gì á? Bạch hột vịt lộn nè. Ở trên nhà chị á, có bà kia mới bán hột vịt lộn nhìn ngon lắm. Ơi, nhìn thấy thèm chứ hả? Còn gió luôn. Chị mua một chục trứng xuống đây đủ con làm món gì ăn á. Hộp vịt lộn nè thì mình luộc nè, chấm chung với muối tiêu, ăn chung với ngao găm thì ngon rồi. Thôi, cái món mà chị ăn hoài hà, cứ có món nào lạ lạ không? Món lạ lạ hả? Để em suy nghĩ coi. Đúng rồi, mình làm món hộp vịt lộn sốt me đi chị Heo. Đó giờ chị ăn chưa? Chị có nghe cái món đó rồi mà chị chưa có ăn luôn á. Rồi ok, em cắt clip xong rồi đó. Bây giờ hai chị em mình đi ra ngoài sân hè làm cho nó mát. Ok. Hôm nay chị bé Heo đem lại cho mình một gỗ hộp vịt lộn luôn rồi nha. Trời ơi, chị mua gì đâu mà khéo như vậy. Má mới đem về chị mua liền đúng không? Trời, các bạn coi nè, hộp vịt lộn nó rất là bự, tròn mà còn lát nha các bạn. Quá chị tuyệt vời luôn rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm thôi. Để mình làm được món hộp vịt lộn sốt me này á, mình gồm có hộp vịt lộn nè. Rồi cái này là me nè nha các bạn. Rồi hành tím, đường, nước mắm, rồi đậu phộng, rau găm để mình ăn kèm nè nha. Còn cái này là bột chiên giòn nè, để làm cho hộp vịt lộn mình giòn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành luộc hộp vịt lộn thôi nha. Đó, nước cũng sôi luôn rồi kìa chị Heo. Rồi để đi. Rồi xong rồi đó. Rồi trong lúc đợi hộp vịt lộn chín thì bây giờ mình sẽ làm nước sốt me thôi nha các bạn. Trước khi làm nước sốt me thì mình sẽ dầm me ra để lấy nước cốt nha. Đó, để nước sôi vô. Rồi sau đó mình sẽ dầm me. Rồi, xong bây giờ mình sẽ dầm thôi. Vậy là mình đã dầm me ra xong rồi nè các bạn. Đó, nước cốt của nó hơi sệt sệt nè nha. Bây giờ mình sẽ lấy hộp ra để lấy nước cốt của nó làm nước sốt me. Vậy là mình đã loại bỏ hộp xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nước sốt thôi nha. Đầu tiên thì mình sẽ để một ít đường nè với bột ngọt vô. Đó, để thêm một muỗng nước mắm vô nè. Sau mình sẽ để hai muỗng tương ớt vào. Rồi sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên nha. Vậy là nước sốt của mình đã làm xong rồi đấy các bạn. Bây giờ trời hộp vịt lộn chín nữa. Sau đó mình sẽ phủ vào bột chiên giòn. Rồi chiên lên, rồi sốt lên nữa là xong nha các bạn. Gấp đường như vậy là hộp vịt lộn của mình đã chín đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp ra cái tô nước lạnh này nha. Gấp ra nè. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó nguội. Rồi mình lộ thôi nha chị bé Heo. Vậy là hộp vịt của mình đã nguội nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tách ra nha. Quá đã. Vậy là mình đã lộn hộp vịt lộn ra xong rồi nè các bạn. Bước tiếp theo thì mình sẽ lăn bột chiên giòn nha. Sau đó mình sẽ chiên. Chế bột ra dĩa. Xong. Sau đó mình sẽ lăn hộp vịt lộn vào bột chiên giòn. Rồi Heo, chị Heo ơi, bắt bếp lên cho mình chiên đi nha. Ok. Mình lăn bột chiên giòn như vậy nè các bạn. Lúc chiên thì nó sẽ giòn hơn, ăn cho nó đỡ ngán nha. Chị coi chảo nóng thì để dầu vô chuẩn bị chiên nè chị Heo ơi. Dầu nóng rồi đó, bây giờ chị để trứng vô chiên đi. Rồi bây giờ mình sẽ chiên cho vàng lên là được nha các bạn. Đó, mình sẽ chở cho đều nè nha. Này để chút xíu đi ha, chở vừa nè. Em thấy
lấy trứng vậy được rồi đó chị Heo. Bây giờ chị tắt bếp đi. Rồi. Đó, bây giờ hai chị em mình gấp ra nè. Rồi xong, bây giờ mình sẽ sốt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ để cho dầu nóng thôi. Hành phi đã thơm rồi, mình sẽ để nước cốt me vào. Đó, sau đó mình sẽ để vô một ít nước của trứng vịt nha các bạn. Rồi trộn đều lên thôi. Nước sốt của mình đã sệt nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để hộp vịt lộn vào thôi. Rồi trộn đều lên đi chị Heo. Ôi nó thơm ghê luôn á Phương. Quá chừng hấp dẫn luôn rồi. Trộn đều đều lên ha, cho nó thấm lại. Ăn là hết sảy luôn. Rồi dùng cái chảo đi chị Heo. Trời ơi, giấc này nghe mùi nó thơm ghê đúng không? Dạ, em cũng nghe mùi thơm nữa. Vậy là món hộp vịt lộn sốt me của mình á đã làm hoàn thành nè. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí, bứt ra dĩa rồi thưởng thức thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gắt đậu phộng lên nè. Quá trời hấp dẫn rồi. Đó, sau đó mình gắt hành phi lên nữa. Nhìn thấy thèm gì đâu luôn á. Hộp vịt lộn á là không thể thiếu rau găm nha các bạn. Đó bây giờ mình sẽ để rau găm vô để ăn kèm. Rồi. Vậy là món hộp vịt lộn sốt me của mình á đã làm hoàn thành nè các bạn. Đó bây giờ mình sẽ múc ra bắt đầu thưởng thức thôi nha. Rồi múc ra nè. Quá hấp dẫn luôn. Rồi giờ trang trí thôi. Cho một chút rau nè. Đậu phộng lên. Hành phi nữa. Mời tất cả các bạn, các anh chị ăn hộp vịt lộn sốt me cùng với hai chị em mình nha. Mời các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ thưởng thức thử nha. Rồi ăn thôi. Công nhận cái nước sốt nó vừa ăn lắm các bạn ơi. Rồi đây em ăn thử nha. Ăn thử đi. Ngon lắm chị bé Heo ơi. Hồi nãy các bạn mình có chiên giòn á, lớp giữa bên ngoài thì hơi giòn giòn nè, cái hộp vịt lộn bên trong các bạn rất là ngon luôn, béo nè. Còn nước sốt me hồi nãy mình làm á, chua chua mặn mặn cay cay, ăn cực kỳ ngon luôn nha. Ăn kèm với hành phi nữa, nó thơm mà nó ngon gì đâu á. Thêm một chút rau găm nữa nè. Nhiều nhiều rau găm lên mới ngon. Em mốt chị một vịt lộn xuống vô Tân Làm đó nha Phương. Dạ. Rồi, món này quá thịnh hơn người đúng không? Đúng rồi. Ăn cách nãy các bạn, nó đỡ ngán hơn cách thông thường đó nha. Hộp vịt lộn á, luộc chấm muối tiêu á, chị ăn hoài à. Cái món này lần đầu tiên chị ăn đúng không? Ngon gì đâu luôn á. Cái món này nè, em ăn một lần rồi. Bởi vì hôm nay mới làm cho chị ăn thử nè. Em ăn em thấy ngon quá chừng luôn. Bởi vì em mới học công thức, rồi hôm nay làm cho chị ăn. Trời ơi, lâu lâu ăn lại món này các bạn, ngon gì đâu luôn á. Quá chừng hấp dẫn luôn rồi. Chị ăn hết á thì ăn thêm đi chị bé Heo. Đúng rồi. Mình sắp hết hai trứng luôn rồi nè. Đó, ăn mau ghê luôn á. Ăn kèm trứng vô ăn. Rồi gán ăn thêm trứng nữa nè. Chị biết Heo ăn đi, chứ giờ em hơi no no rồi đó. Thôi, một hai trứng đầu ăn rất là ngon luôn á. Tới trứng thứ ba ăn thì cũng được đi. Trứng thứ tư á, nó vừa no quá vừa ngán các bạn ơi. Em cũng vậy nè. Cái này là trứng thứ năm rồi đó nha. Ghê là vừa no mà cũng ngán nữa chứ.
Trời ơi, thôi gán ăn hết đi. Chị ăn cái chặng này xong á, tới một tháng sau chị mới ăn được nữa đó. Thôi gán ăn hết đi chị Heo ơi. Lâu lâu mình mới ăn một lần nè. Ăn cho đã luôn. Đó, thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thích video này của mình thì cho đăng ký, một like, bấm vào chuông để nhận được video sớm nhất từ kênh vlog của mình. Còn bây giờ thì bye bye.